Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp Angus cọp đực nha các bạn, và một con kem. Bò này bò lở các bạn, cắn thịt hết rồi các bạn. Con này cao 1m25 bò nha các bạn, cặp cọp nè, đánh đồng nhau. Lưng hẳn bằng các bạn ơi, đùi rít bằng y rồi các bạn, đầu to. Bò này giờ các bạn vỗ béo nữa lên dữ lắm các bạn. Cặp Angus cọp này cao 1m25 bò các bạn, chân móng nó hoàn thiện các bạn. Lưng hẳn bằng các bạn ơi, lưng hẳn bằng à. Đầu to, lưng hẳn bằng à. Đít các bạn không? Một tạ đít luôn. Quay chút quay cận cảnh cho các bạn xem luôn nè. Đó, một tạ đít luôn các bạn. Cặp này thì nó đồng nhau các bạn, cao 1m25 bò. Giá 69 triệu nha các bạn, 69 triệu. Anh em nào có nhu cầu mà xài Angus cọp để vỗ béo hay cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Mà không, giá còn treo các bạn. Bò lớn bò lắm các bạn. Đùi đít bằng y à. Angus này đùi đít bằng y các bạn. Lưng hẳn bằng à. Lưng đôi các bạn. Lưng đôi, chân voi nè các bạn, chân voi xương đóng lưng đôi. Lưng con bò Angus này lưng đôi các bạn, để cái bàn tay lên luôn. Ngang qua bằng nghiến các bạn. Đó, đùi đít được các bạn thấy không? Lưng nè. Hẳn bằng, đầy đùi đít ra đầy nhóc các bạn. Đó, cặp Angus này giá 69 triệu nha các bạn, 69 triệu. Đó, cao 1m25 bò. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa cứ liên hệ các bạn. Còn con kem này thì cao 1m3 bò này các bạn, giá 34 triệu. Đây. Đầu to cũng đòn dày sọc các bạn, cao 1m3 bò nha. 34 triệu. Đít này các bạn không? Bò này toàn ba con siêu này, con này cũng cắn thịt các bạn. Con kem này của lưng hẳn băng nè các bạn ơi. Chân móng đồ hoàn thiện nè, đòn dày sọc các bạn. Đầu to đòn dày sọc. Giá 34 triệu. Anh em nào gần xa có nhu cầu mà xài bò siêu thịt vỗ béo thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Bò này thì cặp cọp rất là đồng nha các bạn, con kem này thì kem lẻ đây các bạn. Giá 34 triệu. Lưng hẳn băng à, đòn dài sọc. Xương sóc thì khỏi chê các bạn, xương sóc thì khỏi chê. Các bạn không, quay không trái còn treo lên lúc trên các bạn, bò này lớn bò lắm các bạn. Dạng cũng cắn thịt nha các bạn. Giá 34 triệu cũng dạng cắn thịt. Anh em nào gần xa thì có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình, comment trên màn video nha các bạn. Kem các bạn không, đầu to dành vàng các bạn ơi, tướng dành vàng, đùi đít bằng y à các bạn. Cao 1m3 bò, giá 34 triệu, lưng hẳn băng à. Các bạn không, còn Angus cọp các bạn không, cao 1m25 bò mà đầu đít đâu bằng y, lưng hẳn băng, lưng đôi mà các bạn. Xương, vàng khung, vàng xương nó có các bạn. Thấy con cọp đứng từ xa, mình quay từ xa các bạn thấy dành vàng ghê các bạn. Giá 69 triệu các bạn, cao 1m25 bò, cắn thịt luôn. Bạn bè nào gần xa có nhu cầu mà vỗ béo bò thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Đây, con này là lưng đôi. Lưng đôi đòn dày sọc luôn, đầu to nha các bạn. Chân là chân voi xương đóng, cao 1m25 bò mà dành vàng thịt dữ lắm các bạn ơi. Giá 69 triệu. Nhìn lực lượng các bạn thấy không, lực lượng bò, nhìn lực lượng các bạn. Bò Angus này dỗ lên dữ lắm các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay sơ lược ba con lại một lần nữa cho các bạn xem chi tiết hơn. Kem này các bạn không, chi tiết hơn, và có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để cho màn hình video nha các bạn. Và mình xin được báo giá lại là con đực kem lẻ này chủ báo giá là 34 triệu, cao 1m3 bò. Và con và cặp Angus thì chủ báo giá là 69 triệu, cao 1m25 bò các bạn.
Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.